đây là họ đang đóng nhét thôi anh chị, đóng cho nó có cái lỗ á, giống như họ đang khoan lỗ nha. Đây là video thứ hai anh chị ơi. Họ đang mở cái chốt. Cái chốt là cái để mà cẩu, để cẩu cái cọc cọc lên đó. Bây giờ mở ra họ sẽ đóng cái nốt cái phần cọc còn lại. Bây giờ thì họ sẽ đóng cái lỗ trước anh chị. Họ sẽ đóng cái khoan lỗ trước, rồi sau đó họ sẽ đóng cọc sau. Bây giờ họ sẽ dùng một cái cây, họ sẽ dùng một cái cây này, đó, cây sắt này, cái trụ này để đóng cái lỗ. Sau khi có lỗ rồi họ sẽ đóng cái cọc xuống sau, đóng cái... Đây là họ đang đóng lỗ trước anh chị ha. Họ đang tạo một cái lỗ, rồi sau đó sẽ đóng cái cọc, đóng cái trụ xuống. dường như là có người không muốn cho quay anh chị. Họ thấy em đứng đây là họ tới họ để ý coi mình làm cái gì. Ở đây mà cầm máy quay là không cho quay rồi đó. Em đứng đây là có người ra canh liền, cho nên là muốn đứng gần hơn, quay rõ hơn không có được. Đây là họ đang khoan lỗ trước anh chị ha, đang đục lỗ trước, rồi sau đó thì họ mới đóng cái trụ xuống sau, đóng cái cọc xuống sau. Đây là giữa lòng kênh rồi anh chị, giữa con kênh, cho nên là đất ở đây nó mềm, họ đóng rất là nhanh. Video tới đây cũng đã dài rồi anh chị ơi. Em xin chân thành cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Đây là một video về đò đóng cọc trước ha, đóng trụ, đóng tạo cái lỗ trước, rồi sau đó họ sẽ đóng cái cọc xuống sau. Mục đích là nếu mà đóng cọc trực tiếp luôn á thì nó dễ bị lệch cọc, thứ hai là dễ bị vỡ cọc nữa. Rồi sau khi đóng xong thì bắt đầu họ sẽ, sau khi tạo lỗ xong thì họ sẽ đóng cọc. Bắt đầu họ sẽ đóng cọc này. Bắt đầu là cái cẩu nó qua, nó móc cái cọc. Rồi bắt đầu nó qua móc cái cọc bê tông. Và cái người đứng dưới kia thì họ chuẩn bị kéo dây xích ra. Sau khi cái cọc bỏ xuống thì họ dây xích đó nó sẽ ôm cái cọc sát những cái cọc đang đóng rồi đó anh chị. Nó sẽ ôm sát những cọc. Đó, dây xích chúng ta thấy đó, anh này đang kéo dây xích ra đúng không? Sau khi cái cọc mà đang cậu xuống nè, bò xuống đây là sợi dây xích nó sẽ kéo cái cọc chuẩn bị đóng sát lại những cái cọc đang đóng rồi đó, cho nó liền mạch với nhau. Nói chung là may mắn là cái này có cái bạn kia, bạn ra bạn thấy em, bạn thấy em xong rồi cái bạn đi vô. Do camera em để kín trên cái mũ á anh chị, chứ còn camera mà cầm tay là coi như là hết rồi đó, không quay được đâu. Em để trong mũ chứ để trong cái ngực á là em lấy áo phủ lại là coi như người ta không thấy được. Mình ngồi giống như mình xem từ xa thôi. Chứ mình đứng lại gần đó là mình nhìn thấy là người ta tưởng mình đang quan sát, quay phim chụp hình, là người ta không cho quay đâu. Đó chị, các bước tiếp theo là họ sẽ chuẩn bị đóng cái cọc bê tông. Và cái mà nó đang cầm chính là kéo, mục đích là bỏ dây xích vô để kéo cho cái cọc bê tông nó dính vào những cái cọc bê tông đã đóng rồi đó. Anh kéo xích ra, kéo xích ra luồn dưới. Rồi luồn dưới cái cục sắt đó để chút nữa kéo cái cọc ôm sát cái rồng rọc kia kìa đó. Cái rồng rọc đó sẽ kéo cái cọc sát lại những cái cọc đã đóng rồi. kéo lên rồi người ta thả xuống một lần nữa. Đó chị, bắt đầu là họ kéo cái rồng rọc kia đó, họ kéo cho cái trụ á, nó ôm sát vô những cái trụ đã đóng rồi. Rồi kéo cho nó sát vô nha, kéo cho nó sát vô, siết chặt lại luôn, siết chặt lại luôn, siết chặt lại luôn đó, rồi bắt đầu hạ xuống. Hết rồi. Nhưng bắt đầu bây giờ là họ sẽ lấy cái búa, gọi là cái búa ha, để đóng xuống. trong đó thì có nước nữa anh chị ha. Khi nó đóng xuống thì càng có nước làm cho cái lỗ nó mềm luôn. Và nước thì nằm trong nút dưới kia, bơm lên. Họ đang kéo cho cái trụ nó sát vô những cái trụ còn lại đó anh chị. Đó là đang ép cho cái cọc nó sát vô những cái cọc còn lại, ép sát vô. Bắt đầu xuống là nó cậu cái búa lên. Nãy giờ là họ thả cho nó rớt tự nhiên, bây giờ họ xuống họ cậu cái búa lên, rồi xong cái búa nó sẽ đóng cho cái trụ nó xuống. Vâng. Họ vừa đóng xuống, họ vừa ép cái trụ cơ sát vào anh chị, vừa đóng cái trụ xuống và vừa ép cho cái trụ nó sát vào những cái trụ trước. Cái trụ dài mấy mét chứ mà. Cái chỗ này con kênh cho nó mềm ha. Cái chỗ này con kênh nó mềm hả? À, con kênh mà nước không mà. Nó cứng ở trong này nè. Còn đây là dòng kênh nước mềm xèo à. Nó pha cái cây này cứng trước. Không đúng rồi, không những cái chỗ nó cứng nó đóng ấm mà cái chỗ này nó không đóng à, nó đè thôi. Đúng rồi, cái chỗ này là nó mồi sơ, nó cái mà nhiều chỗ cứng nó mồi ấm. Cây mồi nó dài hơn ha, cái cây mồi nó dài hơn cái kia. Nó không đòi bể. Dạ không đòi bể. Tàu dạt á, tàu dạt ra méo à. Tàu dạt ra chiếc cứng ngắt ha. Nó có cái khuôn sẵn cái này ha, nó có cái khuôn sẵn rồi. À, nó lọt cái đây, một góc nó lọt cái đây ha. chơi bị đẩy cái khổ không biết đâu. Nghe nó lại biết gì thì khổ đâu đó rồi. Ngồi ra, và làm sao là cách lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ âm xuống biển còn làm được, đem cái ống cũng đặt chỗ được tâm. Thịt trắng lã lên thịt cây. Ở cái đầu đang ở cái đầu đó, ở cái này thì ở là khác vô, ở là sáng là nguyên cái đầu này, ở nguyên cái đầu ở ra đậu sâu vậy đó, đó là cách cách cứu luôn. Cái đoạn kia nó xong gì rồi, nói kia xong hết rồi không có đầy gì nữa, cái đoạn này giữa cái đoạn mặt bằng nó còn khu kia nó phải chặt nít rồi, cái khu kia như lối đi vô nhỏ xíu rồi, để phải đặt trước, nó phải mở cái lối đi vô, còn cái đoạn này nó có sẵn rồi. Mấy bữa cốt đó nó nằm đó đỏ đó che cái động mà từ động à nó sắt à nó chặn giữa cái chặn vào nó sắt thì cứ che xuống thành được làm thay không sợ thế nào nó không sắt đó giờ cái ông đó lên cái này nó bấu rồi đền non đầu nó đặt đầu được. Thank you. tính là cây như là kia rất khó rồi. Đấy, tích cái quạt kia để anh đưa tay lên bỏ nhanh. Đúng. Trời mát cái là sướng à, trời mát cái trời mưa là sướng. Chung làm cái này cũng trong nghề mà máy móc hết rồi, tay chân là cũng nhiều rồi. Tự đi chơi lại nó bình hoài. Lấy lượng nước biển đen. Bơm nước đầu tiên là ai đó.